Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam EU 6 tháng đầu năm đạt 27,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,4% so với cùng kỳ. Một năm sau khi EVFTA có hiệu lực, Việt Nam xuất siêu sang EU hơn 11 tỷ đô la Mỹ. 71% hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang EU được miễn thuế. Thưa quý vị, sau một năm thực thi, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA đã tạo nên một hành lang thuận lợi cho giao thương giữa hai bên và mang lại động lực mới cho hợp tác kinh tế song phương. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh khó khăn về kinh tế do tác động của đại dịch COVID-19. Đây là lô hàng 126 tấn gạo thơm xuất sang châu Âu của tập đoàn Lộc Trời, một trong những lô hàng xuất khẩu đầu tiên được hưởng những ưu đãi của Hiệp định EVFTA. Nhờ cái vị thế quốc gia, nhờ chúng ta ký được cái hiệp định thương mại này đó, thì chúng ta trở về cái thuế khốc sức 0%. Nhưng nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng là vì đây là sự thừa nhận chính thức về chất lượng, về tiêu chuẩn gạo chúng ta làm cho. Và điều đó khi giảm thuế thì làm cho cái giá bán chúng ta nó cao hơn, nó giúp cho chúng ta có thể cạnh tranh được. 3.000 tấn gạo ST20 và CS Min của công ty này cũng đã được xuất sang châu Âu. Trong đó gạo ST20 được bán với giá 1.000 đô la Mỹ mỗi tấn và gạo CS Min có giá 600 đô la Mỹ mỗi tấn. Sau hơn 20 năm xuất khẩu, lần đầu tiên sản phẩm gạo của công ty này được mang thương hiệu Việt, không phải vay mượn tên nhà nhập khẩu. Thì đối với Việt Nam mình bây giờ không có vướng mắc gì cả. Theo cái quy định của Liên minh châu Âu người ta quy định, bởi vì Liên minh châu Âu chỉ cấp cho gạo thơm Việt Nam, chứ không phải là cấp cho gạo ở nhập vào các nước khác vào để xuất khẩu, tái xuất khẩu vào châu Âu. Thì đây là một cái rất phù hợp. Trước đây gạo Việt Nam xuất sang châu Âu chỉ có giá thành 400 đô la Mỹ một tấn, thì đến nay đã tăng đến 1.000 đô la Mỹ một tấn. Ước tính trị giá gạo xuất khẩu Việt Nam vào EU tháng 8 đạt hơn 1,2 triệu đô la Mỹ, tăng 93,5% so với tháng 7 và tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Vâng, thưa quý vị, thực thi hiệp định EVFTA đã mang lại kết quả tích cực cho thương mại và đầu tư, bất kể là những tác động bất lợi từ đại dịch COVID-19. Trong 6 tháng đầu năm 2021, giá trị thương mại giữa Việt Nam và EU đạt 27,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2020, và đây là một thành tựu đáng kể trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu diễn ra phức tạp như hiện nay. Hiệp định EVFTA sau một năm thực hiện đã mang lại những tác động tích cực cho hoạt động xuất khẩu. Việt Nam đã tiếp cận nguồn vốn có chất lượng và được học hỏi, hấp thụ khoa học công nghệ tiên tiến từ 2.221 dự án của EU còn hiệu lực tại Việt Nam, với vốn đầu tư đăng ký đạt 22,2 tỷ đô la Mỹ. Cái việc mà đánh giá cái hiệu quả của những cái hiệp định thương mại tự do thì chỉ cần là cái doanh số xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng. 7 tháng vừa qua thì chúng ta đã tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu đến 25,5%. Tất cả những cái thị trường mà chúng ta đã ký các hiệp định thương mại tự do đều có sự tăng trưởng và tăng trưởng rất cao. Bây giờ một số nước đã được phục hồi sau khi có chiến dịch tiêm vaccine và cái nhu cầu tăng trở lại. Thì đây là cái điều kiện mà chúng ta tăng cường xuất khẩu nông sản. Và đặc biệt là chúng ta đang thực hiện các hiệp định thương mại thế hệ mới, đặc biệt là cái EVFTA. Thì các doanh nghiệp kết nối cung cầu xuất khẩu đang có cái bước tiến triển rất là tích cực. Không chỉ về thuế quan được cắt giảm mà EVFTA còn tạo ra môi trường thuận lợi hơn cho hàng hóa của Việt Nam vào thị trường của EU và mang lại những lợi ích rất lớn cho kinh tế vĩ mô. Một trong những lợi ích lớn khác mà tôi thấy là quan hệ Việt Nam-EU đang trở thành tâm điểm chú ý nhờ hiệp định này. Vì vậy, việc chuẩn bị sẵn sàng để khai thác tốt nhất các lợi ích mà hiệp định mang lại là rất cần thiết. Sau một năm thực thi EVFTA, rất nhiều mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như là dệt may, da giày, nông thủy sản đã tận dụng ngay được các lợi thế của hiệp định. Sau một năm nhìn lại cũng có thể thấy có rất nhiều thách thức mới, đòi hỏi chúng ta có sự chuẩn bị kỹ hơn với những giải pháp cụ thể và mạnh mẽ hơn để có thể khai thác tốt hơn các cơ hội mà hiệp định EVFTA mang lại.
Theo tính toán của Bộ Công Thương, thực thi hiệp định EVFTA, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU đã tăng 42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030, trong đó có hai nhóm hàng chủ lực là nông sản và dệt may. Tuy nhiên, hai nhóm hàng này lại đang vướng mắc về vấn đề thẻ vàng khai thác thủy sản và xuất xứ nguyên liệu dệt may cần khẩn trương tháo gỡ. Chúng ta cũng phải quản lý thật chặt về chất lượng sản phẩm, về nguồn gốc xuất xứ, về những cái giấy tờ để hàng hóa chúng ta đi trên đường, rồi sự bảo quản như thế nào vân vân. Chúng ta học những cái hay của những cái nền nông nghiệp 4.0 khác, bởi vì chúng ta đang trong quá trình chuyển hóa nền nông nghiệp 4.0 để tận dụng nhằm giảm giá thành, nhằm tăng chất lượng lên và tăng cái khả năng quản lý lên, cũng như tăng cái khả năng về cái vấn đề hàng hóa của chúng ta làm sao đáp ứng được toàn bộ những cái nhu cầu của khối châu Âu. Cái giải pháp để mà tháo gỡ cái thẻ vàng của EU thì đó là chính là cái mà mắc muốn nhất của chúng ta bây giờ, để mà chúng ta một cái rủi ro trong cái thương mại quốc tế, và để dần hướng tới một cái mục tiêu của nó là, một là chúng ta làm sao chúng ta tháo được cái thẻ vàng, hai là chúng ta phải minh định để tiến tới một cái nền ngư nghiệp mà minh bạch. Bởi vì nền ngư nghiệp minh bạch có trách nhiệm, thì đây là có một chương trình của Ngân hàng Thế giới đang tài trợ cho chúng ta. Thưa quý vị, Hiệp định EVFTA mang đến hiệu ứng tích cực trong lĩnh vực thương mại, thúc đẩy hiệu quả hoạt động đầu tư giữa Việt Nam và EU. Tuy nhiên, để tận dụng hơn nữa những cơ hội mà EVFTA mang lại, các địa phương, bộ ngành cần tăng cường biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nguồn nguyên liệu trong nước, giúp doanh nghiệp đáp ứng quy tắc xuất xứ của EVFTA.